Cửa chính này làm bằng vật liệu đặc biệt chống cháy. Được, tôi chọn cửa này. Đồng ý. Còn phần cửa sổ. Cửa sổ này là cửa nhôm hai lớp, cách âm rất tốt. Tôi chọn cái này luôn. Thế còn phần xi măng thì theo. Chúng tôi đã quyết định chọn xi măng Hosin, nó bền chắc lắm. Anh quyết định đúng đấy. Để xây ngôi nhà mơ ước, hãy dùng xi măng Hosin đa dụng với cường độ ổn định, bề mặt láng mịn và luôn bền chắc. Với Hosin, bạn đã quyết định đúng.